Cathy, nữ kình ngư người Mỹ đang giữ 3 kỷ lục thế giới 400m, 800m và 1500m tự do, trổ tài bơi lội với cốc sữa trên đầu mà không làm rớt giọt nào ra ngoài. Cathy chia sẻ trên Twitter của mình, thật ra đây là một thử thách đang nổi trên mạng xã hội TikTok. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Tảng băng trôi chính là lý do khiến cho chiếc tàu không thể chìm Titanic ngủ quên dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912 đến tận ngày nay. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, tảng băng trôi không chỉ đơn thuần là một tảng băng trôi trên mặt nước, mà nó là một nguyên lý để ám chỉ những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt chỉ có 3 phần. Vẫn còn 7 phần quan trọng luôn chờ chúng ta khám phá. Và đứng trên phương diện thể thao, hôm nay chúng tôi xin phép nhờ các bạn cùng giúp chúng tôi một tay để khai phá một vài tảng băng có thể xem là bị chìm so với những gì chúng ta vẫn thường thấy trên TV nhé. Xét về độ hot thì môn bóng chày chỉ phổ biến tập trung ở một vài quốc gia nhất định như Mỹ, Canada, Cuba, Nhật Bản và một vài nước khác. Vậy nên, điều mà những người đam mê bóng chày cần làm để giúp bộ môn này trở nên phổ biến hơn là lan truyền ngọn lửa cho những ai chưa biết qua nó. Thế nhưng với những gì chứng kiến trong clip thì chúng tôi mạnh dạn đoán đây là bóng chày phiên bản Halloween hay thậm chí còn hơn thế. Hy vọng những ai đang tìm hiểu về bóng chày không phải nhìn thấy những cảnh này. Trường hợp động vật xuất hiện trong lúc mà các vận động viên hay cầu thủ đang thi đấu cũng chẳng phải là quá khan hiếm. Nhưng không biết ngọn gió nào lại đưa một chú bạch tuộc xuất hiện một cách thần bí ở giữa một sân bóng khúc côn cầu cả. Dù các nhân viên của sân đấu đã tiến hành vệ sinh hiện trường một cách nhanh chóng và gọn ghẽ, nhưng lý do vẫn là một ẩn số. Nếu các bạn biết được nguyên nhân thì hãy bình luận bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Đua xe F1 vốn đã được biết đến là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm. Dù cho thời tiết có nắng đẹp và chặng đua có dễ thở đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều biến cố có thể xảy ra với những tay đua. Nhưng trong clip là một tình huống mà camera gắn trên đầu của một tay đua ghi lại cảnh mà anh đang thực hiện chặng đua khi trời đang mưa và bị đối thủ bỏ lại phía sau. Đó quả thực là một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng điều quan trọng là họ phải luôn luôn tập trung tuyệt đối, vì các bạn có thể thấy nếu lơ là một chút thôi thì điều gì sẽ đến rồi đấy. Kết thúc một giải gôn, góc máy quay đang hướng đến vận động viên vô địch và người dẫn chương trình đang phát biểu cũng như sẵn sàng tâm thế để trao chiếc cúp cho người xứng đáng nhất. Những khán giả và ban tổ chức đã nhiệt liệt vỗ tay để chúc mừng cho chàng gôn thủ trong khoảnh khắc anh được xướng tên để bước lên nhận cúp. Trớ trêu thay, trong lúc anh dương cao chiến lợi phẩm để ăn mừng thì phần nắp đã bị bung ra và rơi xuống đất. Dù sự cố này cũng chẳng có gì nghiêm trọng hay khiến mọi người phải ngượng ngùng, nhưng chúng tôi khá quan ngại xuất xứ của chiếc cúp có lẽ đến từ láng giềng của Việt Nam. Trong tình huống này, anh chàng của chúng ta đã quyết định biểu diễn kỹ năng ném đồ vật rất điêu luyện vào một cái lỗ trên phần nóc của chiếc xe ô tô đang di chuyển. Trong một góc quay cận cảnh, chúng ta có thể thấy khả năng cân đo đong đếm của anh là rất đỉnh khi cả 4 gói vật dụng đều xuyên qua lỗ sau cú ném cuối cùng, đồng thời với khoảng cách của xe đạt mức xa nhất so với ban đầu. Đặc thù của thể thao là tính cạnh tranh, vậy nên một tình huống tưởng chừng đơn giản cũng có thể sẽ dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng nếu các đối thủ không thể hiện được sự tôn trọng fair play với nhau trong thi đấu. Như trong tình huống này, mặc dù cầu thủ của đội áo xám đã vô tình ném quả bóng chày trúng người đối thủ, nhưng phản ứng gay gắt đến từ hai phía đã khiến sự việc đi quá xa. Nhưng thật may mắn là mọi thứ vẫn chưa đến mức không thể kiểm soát. Hãy luôn nhớ giữ cái đầu lạnh khi thi đấu các bạn nha. Trong một môn thể thao nhất định, mỗi cá nhân sẽ có một trình độ cũng như khả năng khác nhau. Có người sẽ vượt trội hơn người kia ở mọi mặt, nhưng cũng có người này mạnh điểm này, người khác điểm khác. Nhưng chàng trai trong video đã chứng minh rằng cô gái kia hoàn toàn không có cửa so với anh, mà chỉ trong tình huống xử lý xuất sắc trong khuôn khổ trò chơi bóng ném hay được bồn này thôi nha. Còn ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang cập nhật thêm. Ở thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều những kỷ lục kỳ lạ đang chờ các bạn phá vỡ đấy. Chàng trai trong video là William Orell, người Mỹ. Đây cũng chính là người đang nắm giữ kỷ lục xếp cốc nước nhanh nhất thế giới với thời gian 5 giây. Hãy nhìn những biểu cảm của bạn bè và thậm chí là tác giả để hiểu được thành tích trên là ấn tượng như thế nào. Các bạn cần bao nhiêu thời gian để xô đổ kỷ lục này? Nếu một ngày các bạn cảm thấy quá nhàm chán khi cứ mãi lướt ván rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường trong khu phố nhỏ quen thuộc, thì hãy thử chuyển sang chơi phối hợp thả dù lướt ván trên sông kết hợp với lướt ván trên mặt đất như anh chàng trong clip để tìm kiếm những cảm giác mới lạ hơn. Chúc các bạn may mắn với những khát khao chinh phục của mình nha! Mặc dù đây là một màn biểu diễn rất ấn tượng và đẹp mắt đến từ những tay đua mô tô khi họ đã canh thời điểm chuẩn xác đến từng mm để tạo ra tia lửa cũng như phun dầu để nó bùng cháy lên. Nhưng đây là một màn biểu diễn có độ nguy hiểm cao và chúng tôi sẽ không khuyến khích các bạn thực hiện theo những tình huống này. Nếu có thể thì hãy mở lại video này của chúng tôi để xem, vì chúng ta sẽ vừa được thưởng thức và vừa được an toàn nhé các bạn. Nếu thấy video thú vị, đừng quên để lại một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.